Chỗ này xe công trình làm quá trời luôn chị ha. Chỗ này là người ta đang làm một cái vòng xuyến á chị ha, vòng xuyến ngã năm anh chị. Hiện tại Điền đang có mặt ở đây là trên tỉnh lộ 329 anh chị. Cũng như là Điền đang có mặt ở xã Hòa Hội, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu anh chị ha. Hướng trước mặt Điền quay này, mình đi được Hòa Hiệp anh chị nhé. Đó. Và cái tuyến đường này là Điền cũng có chia sẻ vài lần rồi anh chị. Đường này là đường DT991 anh chị ha. Đây. Đường đã làm xong xuôi hết rồi ha, và chờ nối để mà thông thương với nhau nữa thôi anh chị. Nói chung là công trình cũng làm xong khoảng là 80% 90% rồi anh chị, cũng sắp xong rồi ha. Thì đường sẽ giới thiệu sơ cái đường này anh chị ha. Đường này là đường nối từ bên chỗ đường ngã giao Hòa Bình anh chị ha, bên cái đường tỉnh lộ 328 đó, nối thẳng về đây ha, nối thẳng về giao với lại 329 này. Và cái đường này nè, nó sẽ phóng đi đi về suối nước nóng Bình Châu cũng như là biển Bình Châu anh chị ha. Đó. Nói chung là đi Bình Châu cũng rất là gần, nếu mà đường này làm xong ha, thì cũng rất là gần. Thì thường hiện tại là người dân đi Bình Châu đó thì phải đi là đường này anh chị ha, đi phải qua Hòa Hiệp đó. Đó. Thì sẵn đây anh chị ha, nói chung là Điền cũng có một cái sản phẩm gia chủ mình gửi bán 2.000 mốt mét vuông anh chị, nói chung một mảnh đất vườn ha, 2.000 hơn 2.000 mét vuông, tha hồ làm vườn luôn. Và bám theo mặt tiền đường nhựa nha, mặt tiền đường nhựa này luôn vậy nha. Đó, đi thẳng vào trong khoảng gần cây số đó thì bám theo mặt tiền đường nhựa này luôn là 49 mét anh chị. Đó, một cái bề ngang rất là hợp lý, rất là lý tưởng luôn chị ha. Và giá đang cần bán gì đang ngợp chị ha, phủ hồng toàn bộ ha, và đang cần bán là 2 tỷ. Rồi bây giờ Điền xin mời cô chú chị theo chân Điền ha, để xem cái bất động sản này 2 tỷ có những gì anh chị ha. Xin mời anh chị. Đây chị ha, hiện tại Điền đang có mặt ở tại ngay vị trí bất động sản của mình rồi anh chị. Đường nhựa anh chị thấy nè, rộng rãi ha, mới trải nhựa xong luôn, còn rất là mới luôn chị ha. Dân cư này kế bên ngay là đây là tạp hóa nè chị ha. Dân cư, nói chung là dân cư ở đây thì cũng tương đối được ha, cũng nói chung là cũng nhà san sát đó, cũng đông đó chị. Thì hồi nãy Điền đứng ngoài đây ha, đứng ngay chỗ vòng xuyến của 991 đó, thì chưa di chuyển chưa tới cây số gì ha, là mình đụng ngay vòng xuyến đó cũng như là gặp ngay tỉnh lộ 329 anh chị ha. Di chuyển vào đây rất là gần luôn chị. Còn cái hướng này thì mình đi vào khu dân cư này, và cái hướng này cũng vậy anh chị ha. Và đây anh chị, nay có một cái sản phẩm ha, giá đang ngợp anh chị, chủ cần bán ha, đang kẹt. Nói chung là lúc trước cũng đu đỉnh anh chị, bây giờ giảm lỗ khoảng 50% ha. Thì bây giờ để Điền nói sơ những cái thông tin cơ bản trước bất động sản này anh chị ha. Bất sản mình á là bám theo mặt tiền đường nhựa này anh chị nha. Đó. Nói chung là bất động sản mình bám theo cái đường nhánh vô thì nhiều hơn là cái mặt tiền đường nhựa mới trải này. Thì ranh mình từ đây ha. Đó. Qua bên này bám theo mặt tiền đường nhựa mới trải này đó là khoảng là 9 mét. 9 mét 9 gần 10 mét đó, cho là 10 mét đi ha. Hả? Qua từ 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 đây qua là 10 mét ha, và tiếp tục trải thẳng qua nữa là 39 mét nữa chị, 39 mét mặt tiền đường nhựa nữa. Đó, là tổng bất sản mình là 2.000 mốt mét vuông và bám theo mặt tiền đường nhựa là 49 mét. Đó. Bám theo mặt tiền đường nhựa quá nhiều luôn vậy ha. Đó, gần cho là gần 50 mét luôn gì đó, rất là dài luôn đó, đất cao ráo bằng phẳng đó. Thì bất động sản mình bên cạnh này ha, bên này là nói chung là bất động sản mình là đang có 2 sổ ha, có một sổ là 900 mấy mét vuông, có một sổ là 1.001 gần 1.002 đó. Và Điền đang đứng đây là đang đứng trên cái sổ là 900 mấy mét vuông ha, cạnh bên này á mà nối luôn cái sổ bên kia đó thì sâu thẳng luôn là 100 mét, đúng 100 mét luôn hả chị ha, sâu 100 mét. Và sổ riêng này, nếu mà tính theo sổ riêng này sâu khoảng là 56 57 mét hay gì hả. Nói chung là cho tổng bất sản đi là ngang là 5 là 49 mét ha, sâu là 100 đó. Bất động sản mình thì cái hình thù nó thì cũng không được vuông vức anh chị ha, kiểu là tam giác á. Thí dụ mà cái mảnh 900 mấy mét vuông này đi mà tách rời ra với lại mảnh bên 1.002 này đi, tách rời ra thì cái mảnh này thì hình tam giác các chị ha, còn bên cái mảnh bên này thì lại là nở hậu, thì kiểu theo nở hậu đó. Còn cạnh cạnh bên này thì nó là 85 mét đó chị,
Tổng diện tích là 2.001 đó. À, nói chung là xéo xuống cái hình tam giác, xíu nữa Điền sẽ vẽ ra cái hình cho cô chị mình dễ hình dung ha. Đó. À, cái đường nhựa này anh chị thấy này, à, rộng rãi, mương nước hai bên ha. Khu vực này thì dân cư đông đúc, nói chung là đông đó, điện đài đầy đủ ha. Khu vực này sử dụng nước máy rồi. Ở đường anh chị thấy này, rộng rãi không? Ô tô né nhau thoải mái, ô tô tải né nhau thoải mái này. Đó. Rồi mình tới đây anh chị ha. Đó. Nói chung là về cái pháp lý thì nó hoàn hảo quá chị, à, sổ riêng công chứng ngay, không vướng bất cứ quy hoạch hay gì ha. Hiện tại bất xã mình thì đang là chưa có thổ cư và đang là phủ hồng toàn bộ anh chị ha. Thì trên đất thì đang là đất cho người ta trồng tràm anh chị, nói chung là cho người ta trồng nhờ thôi chứ không phải là cho thuê nữa, à, trồng nhờ tràm thôi đó. Thì nói chung là trên đất thì cũng không có gì ha, bằng phẳng. Nó hơi thấp so với đường chút xíu thôi, đó là nhược điểm ha. Đó. Và đây sẽ được báo giá luôn chị. À, tổng bất sản này thì đang cần bán là 2 tỷ anh chị, 2 tỷ cho tổng bất sản này 261 2.100 mét vuông ha. Phủ hồng toàn bộ ha, lên thổ cư thoải mái, lên hết đất cũng được. Đó. Đó đang bán 2 tỷ anh chị. Đó. Nãy thì Điền cũng có nói sơ cái vị trí rồi ha. Ra chỗ tỉnh lộ khoảng chưa tới cây số ha. Nói chung là ra trung tâm xã và hội thì ra ngay đó thì rẽ phải xuống chút xíu ha, khoảng một cây nữa. Nói chung là cách trung tâm xã và hội khoảng 2 cây đi, cho 2 cây. Còn mình đi biển gần nhất thì nãy Điền cũng có chia sẻ đó, nếu mà đường đó làm xong thì mình xuống biển gần nhất là biển Bình Châu. À, mình di chuyển khoảng cho độ 10 cây số là thoải mái ha, 10 cây số là thoải mái đó. Đi xuống suối nước nóng Bình Châu cũng như là biển Bình Châu ha. Đó, nói chung đường thông thương này, dân cư chỗ này thì về cái vấn đề chợ đò trường học thì cũng bán kính khoảng lên quanh 2 cây số đổ lại thôi, cũng không nhiều. Khu dân bên này cũng có tạp hóa nữa chị nè. À. Nói chung là tạp hóa thì khắp nơi kế bên, à, muốn gì cũng có hết đó chị. Điện đài nước máy có đầy đủ ha. À. Một mảnh đất vườn 2.000 mét vuông, 2.001 mét vuông hả, quá đã luôn, quá rộng mà tiền quá nhiều. À. Nói chung là mặt tiền 49 mét này thì tha hồ mà mình sử dụng mình đi ha. Đó. À, với cái giá này thì giá rất là hợp lý cho cô chú mình đầu tư làm nghỉ dưỡng này kia, hoặc là mua đầu tư lâu dài. À, cũng có thể là phân lô tách thửa cũng được luôn gì ha. Đó. Rất là rẻ luôn chị. Từ đây mà di chuyển lên thành phố Hồ Chí Minh mình mất khoảng đâu 2 tiếng đồng hồ mình đi cao tốc anh chị ha. Tương lai cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu làm xong nữa mình đi khoảng tầm 1,5 tiếng nha. Nói chung là bây giờ những tuyến đường dưới Bà Rịa Vũng Tàu thì làm rất là nhiều. Đâm ra là mình đi rất là thuận tiện chị. À, nhiều đường đi rất là thuận tiện. Như 991 này mình đi xuống tới đây là gặp rồi. À, cái quy hoạch đường 991 thì nằm đằng sau đây. Nói chung là đường để có đường vô thì có nhất rất nhiều hướng đi ha. Nói chung là cái hướng đường thì nằm đằng sau đây cũng rất là gần. À. Đi ra tỉnh lộ đi ra 991 cũng gần ha. Nói chung là từ Sài Gòn về cũng đi rất thuận tiện đó. Rồi đi xin nhắc lại một lần nữa ha, tổng bất sản là 2.001 mét vuông và bám theo mặt tiền đường nhựa này là 49 mét đó chị. Đó, 49 mét và đang cần bán ha, đang kẹt tiền. Bán là 2 tỷ anh chị ha. Sổ riêng công chứng ngay. Đó, cô chị nào quan tâm mình liên hệ Điền nha. Thì chí nữa mình sẽ gặp trực tiếp chủ để thương lượng thêm giá ha. Nói chung giá cũng không được bất nhiều đâu chị. Đó, giá này giá cần bán nha. Rồi Điền cũng cảm ơn cô chị đã quan tâm theo dõi kênh của Điền thời gian vừa qua ha. Cô chú gì nhớ nhấn đăng ký kênh để ủng hộ Điền và để được đón xem những video clip mới nhất của Điền ha. Xin chào và hẹn gặp lại. At the desk.